chân tay trắng tay. Trời đông ngoài gió ngược vài về, lâu kín trăng về không lối chiếu, gắn cao ngàn niềm yêu thì thôi mơ ước chi muôn màu sao thiếu em. Về đâu làn tóc xòa tiếng rèn, lâu vắng không người sẵn khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thề. Lâu vắng không người sẵn khép kín, chỉ nghe tiếng lá rơi thề. Vâng, ca sĩ Quỳnh Như. Em xin lỗi, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 16. 16 tuổi mà quý vị thấy cái cách em nó hát không? Rất là từng trải. Rất là tình. Và quan trọng giọng hát tình, không tình. Cố gắng phô diễn giọng đúng hát rồi. Và thêm nữa là cái cách xử lý và phân nhịp bài hát rất là tốt, nghe không có bị chán. Cái này anh khen thật sự, chúc em may mắn hơn dạ, trong sự nghiệp của mình. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ sẽ là phần khán giả bình chọn cho ca sĩ Quỳnh Như. Giờ điểm khán giả bình chọn cho ca sĩ Quỳnh Như là